Xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình nhận được cái mã pin của kênh YouTube từ Google AdSense, họ gửi về cho mình. Trước đây mình cũng có một cái kênh YouTube nhưng mà mình viết sai địa chỉ dẫn đến thất lạc cái mã pin này. Nên mình phải bán cái kênh kia. Còn kênh này mình viết đúng địa chỉ cho nên là mã pin nó đã về tụi mình rồi mọi người. Mà pin nó về rất là nhanh, chỉ cần 6-3 ngày mình xác minh danh tính thì mình đã nhận được cái mã pin từ thứ của Google AdSense họ gửi về cho mình. Mình vừa mới nhận được cái sáng mọi người, nhìn cái thứ cực kỳ là đẹp luôn mọi người, họ gọi thứ cực kỳ là đẹp luôn, nhìn rất là bắt mắt. Bây giờ mình chỉ cần lấy bóc cái thứ này rồi lấy 6 chữ số ở bên trong nhập vào kênh YouTube của mình là coi như hoàn thành các cái bước về xác minh danh tính cho kênh YouTube mọi người. Hôm qua mình lên rừng đi lấy thuốc thì vô tình đồng phải cái tổ ong chân nó chui ở dưới đất mọi người, cho nên bị nó cắn 5 miếng. Mặc dù mình chạy đã rất là nhanh nhưng mà nó cũng rượt theo, nó đuổi và nó vệt 5 miếng cái híp mắt bực quá chưa mọi người. Máy mà mình uống thuốc trị độc cho nên nó không nhức, cái con ống mà nó cắm là cực kỳ đau, đau nhưng mà đau kiểu khó chịu mọi người, đau bứt rất rất khó chịu. Nhưng mà do mình uống thuốc chế độc cho nên nó chỉ phồng lên rồi thôi chứ không bị có cảm giác nóng hay là bứt rứt ở trong người, và cũng không có cảm giác đau lắm, chỉ có hơi sưng sưng thôi. Và bây giờ mình phải lấy 6 chữ số ở trong cái thứ này để nhập vào kênh. Đến đây mình xin chào và tạm biệt mọi người.